Xét nghiệm, nếu không có gì thì có thể làm thủ tục xuất viện được rồi. Mẹ tôi không hề có tiền sử bệnh tim mạch, tại sao đột nhiên lại phát bệnh vậy? Người già mà, không thể tránh khỏi một số vấn đề về tim mạch đâu. Vì vậy phải chú ý hết sức tâm lý của họ. Vậy có cần phải kiêng cử gì không? Ăn uống bình thường, kiêng chất kích thích thôi. Cảm ơn bác sĩ. Đi thông thả. Mẹ, mẹ nằm yên nha. Mẹ, mẹ có đói chưa? Hay là mẹ ăn chút gì nha? Hay là mẹ uống chút nước canh trước đi. Hay là mẹ thấy thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của mẹ, mẹ muốn ăn gì con sẽ ra ngoài mua. Mẹ không cần vì đứa con gái bất hiếu này mà làm khổ thân xác của mình vậy đâu. Con cũng không muốn yêu anh ta. Con cũng muốn tìm một chàng trẻ giàu có về cho mẹ, nhưng con tìm không ra. Mẹ nói con phải làm sao đây? Mẹ, mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho con lần này đi mà, có được không? Mẹ hãy nể mặt con đã luôn nghe lời mẹ, nể mặt con từ nhỏ tới giờ chưa từng cãi mẹ lần nào, để tha thứ cho con được không hả? Con xin thề, con sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta. Con nhất định sẽ không dây dưa với anh ta nữa đâu. Con cũng sẽ không bao giờ gặp mặt anh ta nữa. Con sẽ cố gắng tìm cho mẹ một chàng rể tốt vừa ý, để mẹ được sống một cuộc sống mà mẹ muốn. Có được không hả mẹ? Gọi điện thoại. Kêu ba con tới đón mẹ về. Số máy quý khách dự gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Số máy quý khách dự gọi hiện không liên lạc được. Tiểu Lộc à, có khách kìa, tụi đem tới liền. Số máy quý khách dự gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng. Vậy nghĩa là anh ta về lâu rồi sao? À, tôi biết rồi, cảm ơn nhiều. Bốn giờ tan ca, giờ sắp 10 giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Hay là anh ta lại đi tìm cô gái kia rồi? Em nói cho anh biết, có giỏi thì anh đừng về đây nữa. Nếu anh còn dám quay về đây, một trong hai chúng ta sẽ chết đó.
anh đi đâu vậy hả? Anh đi quay mà. Tới giờ này luôn sao? Đúng rồi. Đúng là nói dối không biết chớp mắt. Tại sao anh phải nói dối em chứ? Tôi biết rõ hôm nay anh chỉ quay phim ban ngày mà thôi, tan ca từ lâu lắm rồi. Nói đi, anh đi tìm cô ta đúng không? Anh nói là anh đi đóng phim thiệt mà. Bên Sa Đôn bị thiếu người, Siêu Huynh gọi anh qua đó giúp. Nói dối. Nếu như anh có nói dối em, chút nữa anh đi ra cửa sẽ bị xe đụng chết ngay. Vậy điện thoại của anh sao lại tắt máy chứ? Điện thoại hết pin. Chỗ đoàn phim không sạc pin được sao? Vừa chạy tới nơi, thay quần áo xong là anh vào việc luôn. Đạo diễn vừa hô cắt, cơm hộp anh còn không kịp ăn đã chạy về tới nhà. Làm gì có thời gian để sạc pin chứ? Sao lại phải gấp gáp vậy? Không lẽ cả thế giới này chỉ có mình anh làm diễn viên đóng thế thôi sao? Anh phải dành dụm mà. Dành dụm cái gì chứ? Cô ta nói cần 1 triệu. Cô ta nói là anh phải đưa cho cô ta 1 triệu thì cô ta mới cắt đứt với anh. Địch Chi, anh muốn được danh chính ngôn thuận đám cưới với em. Dù là 10 triệu thì anh cũng đồng ý. Cho nên anh đã nói với mấy anh em và các đoàn phim quen thuộc, chỗ nào thiếu người cứ gọi, cho dù có kiệt sức đến chết thì anh cũng đi làm. Thôi đi thôi đi. Ngày nào anh cũng làm việc nguy hiểm như vậy, nhanh anh chết làm gì chứ? Địch Chi à, anh không sợ cực khổ hay là mệt mỏi? Anh chỉ sợ em không tin tưởng anh, cứ ghen tuông lung tung suốt ngày nghi ngờ đối phương. Em không cảm thấy mệt mỏi hả? Là anh gạt em trước mà. Anh gạt em cũng là vì muốn bảo vệ em thôi. Anh sẽ không bao giờ vì người đàn bà đó mà gạt em đâu. Vì em, ngay cả đứa con của chính mình anh cũng không cần. Chẳng lẽ em vẫn còn không hiểu được tấm lòng của anh sao? Giờ em đã tin anh rồi. Sau này mỗi ngày anh phải đưa lịch quay cho em nha. Quay ở đâu cũng phải cho em biết hết. Hả? Mỗi ngày hả? Sao vậy? Không chịu hả? Vậy thì thôi. Được. Không khó đâu. Được, cứ theo ý của em đi. Ừ. Vết thương của anh đỡ chưa? Không sao đâu. Em có nấu canh gà cho anh đó, để em đi lấy. Ủa, chị mới tắm sao? Chân lạnh quá trời à. Sao chị biết được chứ? Chắc là do máu lạnh. Nè, anh Hải quen dạy y sĩ Đông Y, cũng giỏi lắm, chị khám thử đi. Không cần đâu. Cũng chỉ kêu chị uống thuốc, rồi chăm cứu, rồi ngủ sớm dậy sớm, toàn là nói nhảm. Chị không khám thử thì làm sao biết được chứ? Không cần đâu, dù sao chị cũng không làm được. Chi bằng là một ly rượu vang, đi thẳng xuống bụng, ấm từ đầu xuống dưới chân luôn. Nè, tóm lại cũng phải cảm ơn em. Từ khi nào mà chị biết nói cảm ơn em vậy? Vậy thì từ khi nào em biết lo cho sức khỏe của chị vậy hả? Nè, cái cô bé Trình Giận kia chị thấy được đó. Còn phải nói, là do em chọn mà. Chị đang nói nghiêm túc đó. Cô ta là cô gái tốt,
Đừng nói là nhờ cô ấy uống giùm chị chai rượu mấy ngàn đồng của em đó nha. Nói đùa sao? Mấy cái chuyện uống rượu nhỏ nhặt gọi vài cuộc gọi là giải quyết xong ngay. Nè, em tin chị đi, cô ta hợp với em lắm đó. Vấn đề là em không biết mình có hợp với cô ấy hay không nữa. Xin chào, có phải Lâm Phương Giang không? Em nói thật đó. Em thực sự rất sợ. Nè, em sợ cái gì chứ? Sợ trên người em có mang dòng máu không chung thủy của bà ấy. Chắc chắn không đâu. Chị đã nói với em rồi mà, người máu lạnh là chị. Cho nên là những mầm mống xấu xa đó, nó đang ẩn nấu bên trong con người của chị đây nè. Cho nên chân của chị không bao giờ ấm nổi đó. Em phải tin lời chị, em chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ông trời sẽ bù đắp tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng từ trước cho tới giờ. Ông trời sẽ bù đắp những trò đùa đã gây ra cho em mà. Em sao vậy? Rót ly rượu vang làm ấm chân chị. Lâm Phương Giang, em đừng trốn tránh nữa có được không hả? Em đừng đối xử với Trình Giận như vậy nữa có biết không? Em đừng tin chuyện tất cả niềm hạnh phúc rồi sẽ sụp đổ hết biết chưa. Em phải dũng cảm mà sở hữu lấy nó. Đừng có giống như chị, quá vô dụng, nhát gan. Phải rồi chị à. Chuyện gì vậy? Suýt nữa em quên đưa chị, đây là quà em tặng cho chị nè. Nhìn đẹp thiệt. Vậy là lần này để tấm ảnh này đi chung với chị, còn lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau. Thôi bỏ đi, dù chị có lấy tiền cầu xin em thì em cũng không đi với chị đâu. Em không thể rời bỏ Lâm Phương Văn nửa bước mà. Mình có thể để anh ấy đi chung mà chị. Nghe rõ chưa? Học hỏi đi. Trình Dẫn tốt biết mấy, chuẩn bị cho lần xa cách đầu tiên nghiêm túc chưa nè? Tại cô ấy mới vừa quen chị, chứ nếu giống hai chúng ta quen nhau mấy chục năm rồi, xa cách cũng hơn mấy chục lần, thì sẽ không có chuyện như vậy đâu. Em đó, không nói ngon ngọt một chút được hay sao? Khen người ta một chút cũng không được. Đúng đó. Nè, hai đứa nghe đây, từ giờ hai đứa phải sống thật tốt với nhau. Lần sau khi chị quay về thì hai đứa phải yêu thương nhau, không phải xa cách nhau như bây giờ nữa. Lâm Phương Giang, chị biết lần này em thật sự rất nghiêm túc, nên đừng tỏ thái độ không quan tâm tới Trình Dận nữa đó. Nè 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 nè, chị lo cho mình trước đi. Lần sau khi chị về, nhớ gọi cho em trước, để em có thời gian chuẩn bị, tránh cuộc sống bị rối loạn như bây giờ. May mà chị đã quen em 25 năm rồi, mới hiểu được câu nói này của em là có ý gì đó. Có ý gì vậy chị? Nó không nỡ để chị đi thôi. Đừng tự đề cao như vậy chứ. Nè, nghe chị nói, chị đã từng nói với em là người đàn ông cuối cùng sẽ tốt hơn. Mấy lời nói đó là gạt người thôi. Người nào yêu thương em thì em phải cố gắng giữ lấy, đừng bao giờ buông tay ra, có biết không? Ừ, em nhớ rồi mà chị. Được rồi. Bạn bè chị đợi cũng lâu rồi đó. Chị đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè. Hả? Vừa rồi chị ấy nói chuyện gì với em vậy? Không có gì. Có nói gì đâu. Không có gì hả? Sao nói là phải nhớ? Vậy anh có muốn nghe hay không? Vậy cũng hỏi. Chị ấy nói là em không nên yêu anh nhiều quá, vì đàn ông không nên chiều chuộng,
gì. Chị ấy, chị ấy nói với em vậy hả? Thật sao? Em đừng tin chị ấy. Chị ấy toàn nói nhảm thôi, gạt em đó. À, chị ấy còn nói với em, lần này Lâm Phương Giang yêu rất chân thật, yêu rất nghiêm túc. Xưa nay chưa từng nghiêm túc như vậy chút nào. Cũng là gạt hả? Gạt đó, gạt chắc luôn. Biết vậy không để hai người quen nhau. Cái bà gì nữa lúc nào cũng vậy hết. Thôi được rồi, sắp trễ rồi kìa. Nè, mình đi dạo đi. Đi dạo đi. Không đi. À, anh viết bản thảo xong thì thôi, nhưng em còn một trang nữa đó. Ngoan ngoãn đợi đi, để em viết xong đã. Nè, anh không được quấy rầy em, ok? Lâm Nhật, chị đừng quay về đây nữa. Cảnh quay tiếp theo, máy phải xuống nước, người cũng phải xuống nước. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, phải theo tôi như hình với bóng. Có nghe rõ chưa? Nãy giờ cô đi đâu hả? Anh Vĩ, cho em hỏi chút nha. Dạ An đâu rồi? Em ăn cơm tới nè. Dạ An đi đâu rồi? Ờ, hôm nay anh ta không đến. Không đi làm. Tôi đứng xếp hàng từ nãy tới giờ rồi. Nhưng mà đồ ăn ở đây ngon thì... Dù sao cũng chờ sáng giờ rồi. Chờ lâu chút cũng không của sao. Cô đây, cầm cẩn thận. Xong, mời người tiếp theo. Tao đi, có đâu. Mẹ, mẹ đã khỏe hơn chưa? Con mua cho mẹ bánh bao nổi tiếng nhất Thượng Hải nè. Rất nhiều người xếp hàng để mua đó, khó khăn lắm con mới mua được. Mẹ có muốn ăn thử không? Hay là mẹ ăn bánh củ cải trước đi. Của cái tiệm mà hôm trước mẹ nói đó, lúc con mới tới bánh mới ra lò luôn, còn nóng lắm nè. Đây, mẹ, mẹ ăn thử đi. Hay là mẹ muốn ăn bánh bột hả? Chua chua cay cay dễ ăn hơn đó. Ăn bánh bột nha mẹ. Con còn mua luôn bánh kem nổi tiếng nhất Thượng Hải. Hay là mẹ ăn thử một miếng đi. Một miếng nhỏ thôi mà. Mẹ, con xin mẹ đó, dù có giận con mẹ cũng phải ăn chút gì đi. Muốn đánh muốn chửi cũng phải ăn một chút thì mới có sức lực mà. Không thể chỉ dựa vào truyền dịch được. Bác sĩ nói như vậy là không được đâu. Mẹ, mẹ nói gì đi mà. Tại sao ba còn chưa tới? Ba. Ủa, Quang Huệ hả? Có chuyện gì vậy con? Mẹ con bệnh rồi, mẹ muốn về nhà. Sao lại bệnh chứ? Lúc ra khỏi nhà còn khỏe lắm mà. Ba đừng có hỏi nữa.
Ba mau đến đón mẹ về đi. Thôi được rồi, sáng sớm ngày mai ba sẽ đi liền. Con cứ yên tâm nghe. Dạ. Sáng mai ba tới Thượng Hải, con sẽ ra đón ba. Được rồi, đừng có khóc nữa. Tử Thụ à. À, xin chào xin chào. Em muốn hỏi một chút, hôm nay Dạ An có qua đó làm gì không? À, không sao. À, dạ được rồi, cảm ơn. Anh Hào Tử à. Dạ xin chào, em là bạn gái của Dạ An. Em muốn hỏi thăm một chút, Dạ An hôm nay có quay không anh? Hả? Sát Thanh sao? À, em biết rồi. Anh Vĩ, còn đoạn phim của anh Vĩ nữa. Bây giờ mình giống như chị gái mình vậy đó. Không đâu không đâu, cậu không giống đâu. Mình không muốn giống chị mình Trịnh giận à. Mình không muốn giống chị ấy chút nào hết. Cậu giúp mình đi. Giúp mình đi. Nửa đêm rồi em còn đi đâu đó? Em
Em muốn đi tìm Địch Chi. Lại là Địch Chi sao? Là Địch Chi thật mà. Bạn trai cậu ấy. Trời ơi, bây giờ có nói cũng không rõ ràng. Nói chung em sợ cậu ấy gặp chuyện thôi. Đưa điện thoại cho anh. Để làm gì? Gọi xác minh chứ làm gì. Điện thoại của cậu ấy hư rồi. Trùng hợp như vậy sao? Anh hai à, anh tin em một lần đi có được không? Em nói thật đó. Sao em cứ muốn thử thách giới hạn của anh hoài vậy? Chuyện đó là thật mà. Anh muốn em phải nói thế nào thì anh mới chịu tin em đi. Anh đã từng rất tin em. Chính em đã phá hủy niềm tin đó. Nghe anh nói đây. Hôm nay em bước ra thì đừng về nữa. Trình Dẫn. Cậu nhìn bộ dạng mình bây giờ có giống một người điên không? Mình giống chị gái mình lắm rồi đúng không? Mình giống chị ấy thật không rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Mình nghe nói là bệnh tâm thần cũng là căn bệnh di truyền đó. Mình hay nói chị ấy không được bình thường. Bây giờ mình cũng bị báo ứng rồi. Chị cậu chỉ bị trầm cảm, đó là tâm bệnh, không liên quan tới di truyền đâu. Nhưng mà tại sao ngày nào mình cũng khóc hết? Mình cãi nhau với anh ấy, là lỗi anh ấy suốt cả ngày. Đàn ông đâu ai chịu nổi phụ nữ như vậy chứ. Được rồi, không sao đâu mà. Ai sẽ yêu được người phụ nữ như vậy đây? Nếu đổi lại là mình thì mình cũng bỏ đi thật xa. Được rồi, đi. Đi đâu đây? Chúng ta đi nổi loạn đi. Nổi loạn xong mọi đau khổ đều sẽ qua. Chuyện khó giải quyết cũng sẽ giải quyết được. Cậu là Tống Địch Chi. Là Tống Địch Chi mà trời có sập cũng không bao giờ sợ. Lần này chúng ta đi đâu? Đi Tân Cương hay là đi Mông Cổ? Nhưng mình không đi được. Mình không thể đi. Mình bị trói buộc rồi Trình Giận à. Mình cảm thấy nếu như bây giờ mình không nhìn thấy dễ, mình sẽ không thể đi đâu được hết. Sao cậu lại không đi được? Cậu không đi được mình cõng cậu đi. Hay là mình kéo cậu đi cũng được mà. Đi, đi tìm lại Tống Địch Chi của mình ngày xưa đi. Mình muốn đợi về An về kìa. Mình muốn đợi anh ấy về. Mình muốn là của anh ấy. Muốn được kết hôn với anh ấy. Về An yêu mình. Anh ấy dành dụm 1 triệu đồng vì mình, nên anh ấy không thể không gọi cho mình một cuộc điện thoại nào mà biến mất như vậy. Không thể được. Chắc chắn là điện thoại của mình bị hư rồi, nên anh ấy mới không gọi được. Tại sao mình lại không nhớ ra? Tại sao mình lại không nhớ ra được? Chắc chắn điện thoại của mình bị hư, nên anh ấy mới không gọi được. Trình Dận à, giúp mình đi. Giúp mình đi. Không mở lên được. Vậy phải làm sao? Phải làm sao đây? Lấy sim ra đi. Đưa điện thoại mình cho cậu. Cậu bỏ sim vào điện thoại của mình sẽ tìm được anh ta. Đúng rồi. Như vậy thì dễ An sẽ tìm được mình. Nhanh lên Trình Dận, nhanh lên. Anh ta nói gì? Mấy ngày này chúng ta tạm thời không gặp mặt. Anh ngủ lại ở phim trường.
An à, dạ An à, em xin anh hãy về đi được không? Em xin anh về đi mà. Em sẽ không cãi nhau với anh nữa đâu, cũng không la mắng anh nữa. Em chỉ cần anh về đây là được rồi. Cậu đừng như vậy mà. Anh về đi, anh mau về đi. Được rồi, đừng khóc nữa. Được rồi. Tỉnh dậy thì gọi cho mình. Anh đã từng rất tin em. Chính em đã phá hủy niềm tin đó. Nghe anh nói đây, hôm nay em bước ra thì đừng về nữa. Mới sáng sớm, mình đi đâu được chứ? Đừng nói là suốt tối qua anh đi theo em nha. Nếu không thì làm sao anh biết em ở nhà của Địch Chi? Đừng nói với em là suốt đêm qua anh không ngủ. Biết phải làm sao? Anh chỉ có một người em gái thôi. Em xin lỗi. Không cần phải xin lỗi. Em đâu có làm sai gì đâu. Em biết là anh đối xử với em. Được rồi, được rồi. Đem mấy câu nói buồn nôn đó nói với bạn trai em đi. Cả đêm anh không ngủ đừng làm anh nôn. Nôn đầy người em bây giờ. Ba, đây là quần áo mà con mua cho mẹ với ba. Còn có một số đồ bổ nữa. Ba mẹ đừng có tiết kiệm quá nha. Được. Còn nữa, ba đừng cho mẹ ăn những thứ quá cay. Không được ăn nhiều dầu mỡ nữa nha ba. Nếu như mà ba không nhớ thì mẹ con cũng nhớ rồi, không sao ha. Mẹ. Ủa? Mẹ phải chú ý sức khỏe đó. Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Nói lôi thôi dài dòng, về thôi. Ba, cái bà này. Về tới nhà ba nhớ gọi cho con. Được. Cho con xem vé. Ba nhớ nha, viên màu đỏ là Lycerin, viên màu xanh là uống ban ngày, còn viên màu lam là uống ban đêm đó ba. Được, yên tâm đi, con về đi ha. Ba đi nha. Mẹ, con sẽ tìm chàng rể giàu có cho mẹ. Mẹ đừng thất vọng, đừng buồn bã, đừng bỏ rơi con. Xin để lại lời nhé. Xin chào anh Tôn. Tôi là Thẩm Quan Huệ. Không biết là khi nào thì anh có thời gian dùng bữa với tôi. Nè, ngoài hai từ kinh điển để diễn đạt ra thì trong đầu tôi không còn nghĩ ra từ nào hay hơn để khen ngợi cậu. Tôi dám cái với cậu là đoạn phim này chắc chắn sẽ là tâm điểm của buổi tiệc, hoặc ít nhất là trong lễ khai mạc. Anh biết đoạn phim này từ đâu ra không vậy? Còn phải nói sao? Chắc chắn là do cậu dốc hết sức lực, suy nghĩ nát óc, đặt trọn con tim vào trong đó. Không phải, là Trình Dận. Trình Dận? Đúng, Trình Dận. Hiểu rồi. Thì ra Trình Dận chính là cảm hứng của Lâm Phương Giang đấy sao? Vậy thì tôi phải cảm ơn nhiều rồi. Vậy đi, hôm nào tôi mời hai người ăn cơm nha. Không cần ăn đâu. Chỉ cần người như anh Hải bình luận nương tai, giơ cao đánh khẽ là tôi biết ơn lắm rồi. Tôi có làm cái gì đâu chứ. Cậu nói làm như tôi là người thứ ba cản trở tình yêu của hai người vậy. Nhưng mà Lâm Phương à, nói cậu nghe, cậu đừng bận tâm tới mấy chuyện dùng dạc này nữa. Cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý cho cậu nhanh thôi, không sao đâu.
Chị hai, em đi phỏng vấn đây. Trên bàn có tấm thiệp mừng đó, em thấy chưa? Hả? Thiệp mừng của ai vậy? Em coi thử đi. Đám cưới ai vậy? Bạn học hay bạn thân? Là Tiểu Miên sư tỷ. Hồi tụi em học đại học, chị ấy và Quang Huệ đều trong đội tuyển bóng chuyền. Mấy đứa cũng vừa mới tốt nghiệp được 2-3 năm thôi mà. Còn trẻ như vậy mà đã nghĩ quẩn muốn kết hôn rồi sao? Nhưng mà cũng đúng thôi. Chỉ có mấy cô gái ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết xem phim thần tượng dài tập trên tivi thì mới có lối suy nghĩ bay bổng và không thực tế như vậy thôi. Chồng sắp cưới của chị Tiểu Miên đối xử với chị ấy rất tốt. Với lại còn là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện lớn nữa. Nói vậy thì chị hiểu rồi. Sư tỷ gì đó của em chắc chắn là một cô gái cực kỳ thông minh đúng không? Nhưng lúc còn trẻ tìm luôn cho mình một phiếu ăn bền vững. Đợi tới khi quá 30 thì toàn là đồ bỏ đi thôi. Đúng rồi. Nghe chị nói nè, em nên nhân lúc Lâm Phương Giang kia còn đang nổi tiếng, nhanh chóng hối thúc anh ta kết hôn với em đi cho rồi. Chị hay là đám này đi bao thư bao nhiêu thì mới không mất mặt đây? Khách sạn 5 sao thì với công việc phỏng vấn của em, không ăn không uống thì chắc là vừa đủ đó. Phỏng vấn? Hôm nay em còn buổi phỏng vấn đó, suýt nữa là quên rồi. Em đi nha. Chị vẫn chưa nói xong mà con bé này. Em đừng tưởng đó không phải là con gà vàng. Em cứ khực khạo như vậy, coi chừng bị người ta cướp mất đó. Dạ, em biết rồi. Nè, em có nghe không vậy? Em biết rồi mà. Chà, thiệp mừng của ai vậy nè? Vừa buộc nơ vừa dắt vàng như vậy. Bộ bạn cô có ai gả cho nhà giàu rồi hả? Một người bạn đại học của tôi lấy một trưởng khoa ngoại bệnh viện. Trưởng khoa ngoại bệnh viện? Vậy cũng tốt. Cô cũng nhân cơ hội này luyện tập từ từ đi. Luyện tập gì chứ? Thì luyện tập cách thức làm sao trở thành vợ một bác sĩ. Anh làm gì vậy? Tôi ngửi được mùi nhiều chuyện ở đâu đây nè. Nhiều chuyện cái gì chứ? Trời ơi, nói thẳng ra đi. Cô với bác sĩ Tôn đang cãi nhau có đúng không? Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi có nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng mà điểm mấu chốt không phải là tôi mà là Quang Huệ. Cô với bác sĩ Tôn đang cãi nhau có đúng không? Hả? À đúng rồi, hai người đang cãi nhau hả? Làm gì có? Không có. Không có mà mặt mày ủ rũ. Vậy tôi hỏi cô nha, lần trước hai người liên lạc là hồi nào? 3 ngày trước hay là 1 tuần trước hay bao lâu rồi? Thẩm Quang Huệ. Thẩm Quang Huệ. Thì chỉ mới sáng nay thôi. Ôi, sáng nay vậy thì tốt quá rồi. Vậy mà anh còn căng thẳng nhiều chuyện cái gì chứ? Ghen tị với người ta hả? Tôi nhiều chuyện, tôi căng thẳng hả? Cô thì có đó. Thôi được rồi, được rồi. Lo chuyện của Quang Huệ đi. Cô cũng biết tôi sợ phải nghe điện thoại của mẹ cô thế nào mà đúng không? Cho nên cô phải cố gắng nắm bắt cơ hội lần này. Cố giữ lấy anh chàng bác sĩ họ Tôn kia. Như vậy mẹ cô sẽ rất là vui. Tôi cũng rất vui. Thế giới này mọi người khắp nơi ai ai cũng vui hết đó. Ok. Ok. Tôi hỏi cô ta ok không? Anh ta hỏi cô đó. Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội mà. Phải như vậy mới được chứ. Phải vậy chứ. Làm tốt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm. Tốt. 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 Thôi được rồi, tôi không nhiều chuyện nữa, tôi đi đây. Tốt. Xong rồi. Tốt. Tôi đi liền, tôi đi liền. Tốt. Alo. Quang Huệ hả con? Ba. Ba mẹ đến nhà rồi. Gọi cho con để báo về nhà an toàn. Không có gì ba cúp máy nghe. Ba ơi. Ba đừng cúp máy vội mà. Mẹ con... bây giờ sức khỏe sao rồi ạ? À? Bà vẫn bình thường. Chỉ là tính khí có hơi chút khó chịu. Nhưng vài hôm nữa sẽ hết thôi à. Ai tiền điện thoại mắc lắm mà cúp máy nha. Ba à. Lại có chuyện gì nữa vậy? Con vừa chuyển cho nhà mình 50.000 đó. Ê, trời đất ơi. Con chuyển tiền cho ba mẹ nhiều vậy để làm gì? Ba đưa mẹ đi ăn gì đó thiệt ngon, bồi bổ cơ thể. Đừng tiết kiệm quá làm khổ bản thân, được không ba? Được, được, được. Bà hứa với con sẽ chăm sóc mẹ con thiệt tốt hả? Dạ được. Không còn gì nữa, bà cúp máy nha.
Alo. Alo, Địch Chi, mình đây. À, Dạ An chưa về sao? Cậu nói đi. Mặc kệ anh ta đi, cậu phải phấn chấn lên để đi dự tiệc cưới nữa chứ. Nói không chừng hôm nay trong buổi tiệc mừng, cậu sẽ gặp được hoàng tử thật sự của mình thì sao? Tiệc mừng hả? Ủa, cậu không nhận được thiệp mừng của sư tỷ Tiểu Miên sao? Tiểu Miên sao? Đúng vậy. Cậu tìm thử xem có tìm được không. À, có, mình nhận được rồi. Thấy chưa? Cho nên cậu phải trang điểm cho thật đẹp. Để làm gì? Phải để cho mọi người thấy được sức hút thực sự của Tống Địch Chi là như thế nào chứ. Nhớ đó, người đàn ông đến sau sẽ tốt hơn. Đây là câu châm ngôn của chị Lâm Nhật đó. Alo. Mình biết rồi. Mình sẽ trang điểm cho thật đẹp để gặp người tiếp theo nữa chứ. Ừ, lát nữa gặp nha. Tạm biệt. Không được khóc. Địch Chi, không được khóc nữa.守候的想念。